dòng trạng thái dự báo tương lai của Phan Công Khanh trước khi bị bắt giữ. Những ngày qua, thông tin tay chơi siêu xe có tiếng Sài Thành, Phan Công Khanh, sinh năm 1994, cư trú phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo điều tra, Khanh bị chị LNTH, sinh năm 1991, cư trú phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiếc xe ô tô hiệu McLaren, biển số 51F-82 của chị LNTH, mua vào ngày 11 tháng 4 năm 2023 với trị giá 10 tỷ đồng. Tại cơ quan chức năng, Khanh thừa nhận đem xe ô tô hiệu McLaren biển số 51F-8217, không trị giá 10 tỷ đồng của chị LNTH, 32 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, gửi bán tại Ca Super đi cầm cố lấy 2 tỷ đồng. Mức lãi suất cầm cố là 2% trên tháng và thời hạn là 1 tháng. Trước khi bị bắt giữ, Phan Công Khanh từng là tay chơi siêu xe có tiếng. Bên cạnh đó, thanh niên này cũng có mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng. Do đó, tên tuổi của Phan Công Khanh vốn đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ đào lại dòng trạng thái mà Phan Công Khanh đăng tải hồi tháng 5 năm 2023 vừa qua. Đáng nói, trong dòng trạng thái này, Phan Công Khanh tự tiên tri được tương lai của mình với nội dung hãy làm việc chăm chỉ trong sự im lặng, khi vỡ nợ, tự khắc nó sẽ biết cách ồn ào. Quả đúng như lời Khanh nói, đến hiện tại, cái tên Phan Công Khanh thực sự gây ồn ào suốt những ngày vừa qua. Trước khi được biết đến là một tay chơi siêu xe, Phan Công Khanh là cầu thủ bóng chuyền của một câu lạc bộ ở thành phố Hồ Chí Minh và có biệt danh vua bóng chuyền Phủi. Tháng 6 năm 2023, vừa qua, Phan Công Khanh khai trương showroom ô tô tại quận 1. Trên mạng xã hội, Phan Công Khanh thường xuyên đăng tải những bài viết làm từ thiện, giấy chứng nhận của cơ quan chức năng khi xây nhà cho người dân. Ngoài ra, Khanh còn có mối quan hệ thân thuộc với nhiều người nổi tiếng của showbiz Việt.